bắt tạm giam người phụ nữ 63 tuổi có hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Công an Quảng Trị và Hà Giang phối hợp vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Khâm phục hành động quả cảm của 4 nam sinh cứu thành công hai người bị nước lũ cuốn trôi. Thủy điện Trị An xả lũ, cảnh báo ngập lụt, sàn lờ ở 4 tỉnh thành. kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật ngay sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Mới đây, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Châu, sinh năm 1961, cư trú phường An Bình, thành phố Rạch Giá, có hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Ngọc Châu, lực lượng công an phát hiện thu giữ hơn 3.000 tờ truyền đơn có nội dung kích động, gây dối an ninh trật tự, đều chuẩn bị phát tán trong các dịp lễ nhằm mục đích lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo sự chỉ đạo của Tổ chức Khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ nhiều trang thiết bị phương tiện, phục vụ soạn thảo in ấn truyền đơn, máy tính, máy in màu, máy phách các mảnh vải hình chữ nhật màu vàng có ba sọc đỏ và tăng chứng vật chứng khác liên quan hoạt động vi phạm pháp luật của Châu tại cơ quan công an đối tượng Nguyễn Ngọc Châu khai nhận đã sử dụng mạng xã hội Facebook liên hệ trao đổi với một số thành viên của tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do đối tượng Đào Minh Quân cầm đầu để được hướng dẫn tham gia nhiệm vụ của Châu là chuẩn bị giải số truyền đơn trên trong các dịp lễ hiện vụ án tiếp tục điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Bộ Công an đã xác định Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố. Công an tỉnh Kiên Giang đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không nghe, không tin những lời hứa hẹn, dụ dỗ, lôi kéo của các cá nhân thành viên của tổ chức này. Nếu phát hiện các cá nhân, tổ chức có liên quan đến tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đề nghị báo ngay đến cơ quan công an gần nhất để xử lý, ngăn chặn kịp thời. Ngày 22 tháng 9, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp công an tỉnh Hà Giang bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Văn Huy, 35 tuổi, ngụ thôn Ba Thung, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, khi đang lẩn trốn tại một cơ sở lưu trú ở tỉnh Hà Giang. Lê Văn Huy bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Trị truy nã theo quyết định ngày 23 tháng 7 và là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm của chuyên án mang bí số 724H. Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình sinh sống làm ăn tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số tỉnh phía Nam, Lê Văn Huy có mối quan hệ xã hội phức tạp, Đầu tháng 6 năm 2022, do làm ăn thua lỗ, nhiều khoản nợ không có khả năng trả, Huy trở về quê ở xã Cam Tuyền. Khoảng đầu tháng 7 năm 2022, chị VTM, ngụ xã Cam Tuyền là con cô ruột của Huy, nhờ Huy giới thiệu để mua đất tại thị trấn Cam Lộ. Huy nói dối với chị M, mình đang cần bán một thửa đất tại khu phố Thượng Viên, thị trấn Cam Lộ với giá bán 600 triệu đồng. Sau khi nhận đủ tiền, Huy dẫn chị M đến văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị, chi nhánh huyện Cam Lộ rồi đưa cho chị giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số B1340615 mang tên VTM. Trên giấy có ghi cụ thể tài sản mà chị M đứng tên là thửa số 539, tờ bản đồ số 17, địa chỉ Kiệt 42, khu phố Thượng Viên với diện tích 180m2. Ngày 30 tháng 6 năm 2023, chị M tìm hiểu thì biết được không có thửa đất như các giấy tờ mà Huy đã giao. Nghi ngờ Huy làm các thủ tục giả để chiếm đoạt số tiền hơn 600 triệu đồng. Chị M làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Huy gửi công an tỉnh Quảng Trị. Vào cuộc xác minh, công an Quảng Trị kết luận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số b 1340615 mang tên VTM là giả xác định có dấu hiệu của tội phạm nên công an Quảng Trị đã khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức để điều tra. Ngày 21 tháng 6, công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tuy nhiên, thời điểm này Huy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 23 tháng 7, công an tỉnh đã ban hành quyết định truy nã đối với Huy. Đầu tháng 9, lực lượng chức năng xác định Huy đang lẩn trốn ở Lào Cai, sau đó di chuyển qua tỉnh Hà Giang. Ngày 19 tháng 9, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Huy khi đang lẩn trốn tại một cơ sở lưu trú gần bến xe tỉnh Hà Giang. Hiện bị can Huy đã được di lý về tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Ngày 22 tháng 9, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhóm 4 nam sinh có hành động đẹp khi túc trực trên đoạn đường ngập nước để giúp các phương tiện đi qua an toàn. Đặc biệt, nhóm 4 nam sinh còn cứu thành công hai người bị nước lũ cuốn trôi khi qua đường ngập nước. Cụ thể, trưa ngày 20 tháng 9, nhóm 4 nam sinh gồm em Nguyễn Văn Thế Anh, Hoàng Văn Kiên, Phạm Mạnh Khôi, Trần Doãn Anh Đức, học sinh trường trung học phổ thông Tân Kỳ, đi học về thì phát hiện đoạn đường ở khối 1, thị trấn Tân Kỳ bị ngập sâu trong nước. Do thời điểm này mưa lớn, đường vừa bị ngập nên chính quyền địa phương chưa lập rào chắn cảnh báo. Phát hiện nhiều người đi đường khó khăn khi qua đường ngập nước sâu, cả 4 nam sinh quyết định dừng lại để hỗ trợ người dân qua đường. Trong lúc hỗ trợ các phương tiện, phát hiện có hai người bị ngã trôi xuống mương nước, cả 4 nam sinh lập tức chạy đến giúp đỡ, cứu lên bờ an toàn kịp thời. Trong suốt gần 2 giờ đồng hồ, nhóm 4 học sinh đã giúp được nhiều người vượt qua đoạn đường ngập nước an toàn. Khi hình ảnh và thông tin được chia sẻ rất nhiều người bày tỏ sự cảm phục và khen ngợi bốn nam sinh đã dũng cảm và có hành động đẹp giúp đỡ mọi người. Liên quan đến sự việc trên, thầy Lê Khắc Thục, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết. Sau khi có thông tin chia sẻ, phía nhà trường đã giao các giáo viên chủ nhiệm xác minh làm rõ qua xác minh thông tin được chia sẻ là đúng sự thật. Những nam sinh giúp đỡ người dân trong mưa đều là học sinh của nhà trường. Việc làm của các em là tự phát xuất phát từ ý thức tự giác giúp đỡ người hoạn nạn. Nhà trường tự hào có những học sinh như thế. Thầy Lê Khắc Thục nói và cho hay, đầu tuần tới nhà trường sẽ mời các em lên để nắm lại sự việc, đồng thời có hình thức động viên tuyên dương phù hợp. Ngày 22 tháng 9, công ty Thủy Điện Trị An thông báo sẽ tiến hành xả lũ qua đập tràn để điều tiết về hạ lưu bắt đầu từ 10 giờ ngày 23 tháng 9, với lưu lượng từ 150 đến 300 mét khối trên dây, tua bin phát điện là 850 mét khối trên dây, tổng cộng hồ Trị An xả hơn 1.000 mét khối trên dây nước xuống hạ lưu. Việc xả lũ được thực hiện vì lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ trung bình là 2.000 m khối trên dây, đạt cao trình 60,5 m, cao trình an toàn đập là 62 m. Trên cơ sở đang có cảnh báo lũ trên thượng nguồn hồ trị an và mực nước tại trạm thủy văn biên hòa đang vượt báo động 1. Thông báo nêu rõ lưu lượng xả sẽ tùy theo mức độ báo động lũ ở thành phố biên hòa để nhà máy xả một cửa hay hai cửa. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công ty thủy điện Trị An thông báo đến ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp và chính quyền địa phương phối hợp thông báo đến nhân dân vùng hạ lưu hồ chứa phòng ngừa tránh những thiệt hại xảy ra. Hồ thủy điện Trị An rộng 323 km2, được xem là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam, nằm trên khu vực sông Đồng Nai. Ngoài mục đích sản xuất điện lưới quốc gia, công trình còn đảm bảo nước sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai. Cùng ngày, Đại khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai cho biết nước sông Đồng Nai đang lên nhanh ở giữa mức báo động 2 và báo động 3. Nước sông dâng cao khiến nhiều địa phương ven sông thuộc tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ ngập, sạt lở. Lúc 7 giờ sáng nay, mực nước đo được tại trạm Tà Lai, thượng nguồn sông Đồng Nai là 112,76m, trên báo động 2 là 0,26m. Đây là mực nước cao nhất được ghi nhận trong năm nay. Dự báo trong 24 giờ tới, nước sông Đồng Nai tiếp tục lên, có khả năng đạt sấp xỉ mức báo động 3, tức 113 m Tại trạm Biên Hòa, hạ lưu sông Đồng Nai, mực nước đỉnh chiều ngày 22 tháng 9 đạt mức 1,95 m gần báo động 2, trong khi đó báo động 2 là 2 m Những khu vực thấp ven sông Đồng Nai ở các xã Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Tàn Lai, Phú Thịnh thuộc huyện Tân Phú và các xã Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Tân, Ngọc Định thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Các vùng trũng thấp ven sông La Ngà ở các xã thuộc các huyện Tân Phú, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai, huyện Tánh Linh và Đức Linh thuộc Bình Thuận có nguy cơ bị ngập lụt do lũ. Các vùng thấp ven sông ở hạ lưu sông Đồng Nai tại các phường xã thuộc thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, huyện Long Thành và Nhân Trạch thuộc tỉnh Đồng Nai, huyện Bắc Tân Uyên, thị xã Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ ngập lụt do lũ, chiều cường ở hạ lưu. Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối tại các khu vực trũng thấp thuộc địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai, vùng hạ lưu sông Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Chuyên cơ của Bộ phòng vệ dân sự, tình trạng khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga đã chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới Việt Nam nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả tàn khốc của cơn bão số 3, tức bão Yagi. Chiều cùng ngày, tại sân bay Nội Bài, với sự có mặt của Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Đê Điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Văn Tiến, Đại biện Lâm thời Liên bang Nga tại Việt Nam ông Nesterov, Phái đoàn Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga và các nhân viên Đại sứ quán Nga tại Hà Nội đã tổ chức lễ bàn giao hàng hóa cho phía Việt Nam. Đại diện Việt Nam đã bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự giúp đỡ kịp thời trên tinh thần hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hàng hóa nhân đạo bao gồm thực phẩm và nhu yếu phẩm có trọng lượng hơn 35 tấn. Hàng hóa bao gồm chạm điện thoại di động 120 kW, lều 30 chỗ, lều 10 chỗ, đường, thịt hộp, cá hộp. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng vừa họp kiểm điểm kỷ luật các cá nhân và tập thể liên quan đến việc quản lý, xử lý sai phạm về xây dựng đất đai đối với hàng chục biệt thự xây không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành. Trong quyết định được ban hành, ông Đặng Ngọc Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lạc Nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Thành và ông Trần Ngọc Hoàn, công chức địa chính nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Lộc Nam, nguyên công chức địa chính nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Lộc Thành bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ông Thành bị xác định không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công để hàng chục công trình xây dựng không phép. Việc này gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Còn ông Hoàn thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao để xảy ra sự việc trên. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm cũng kỷ luật bằng hình thức phê bình đối với hai tập thể là Phòng Kinh tế Hạ tầng và Ủy ban nhân dân xã Lộc Thành cùng 5 cán bộ lãnh đạo xã, phòng vì chưa thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng để xảy ra vi phạm. Loạt công trình trên được chủ đầu tư khởi công vào tháng 5 năm 2023. Khi đó chính quyền đã kiểm tra, lập biên bản yêu cầu dừng triển khai, đồng thời đề nghị chủ đất cung cấp hồ sơ thủ tục pháp lý. Tuy nhiên phía chủ nhà không thực hiện Đến tháng 10 năm 2023, toàn bộ công trình đã xây xong phần thô, đang hoàn thiện. Theo kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng Lâm Đồng, phần lớn biệt thự vi phạm xây 2 tầng đã xong phần thô với diện tích sàn 212 đến 270 m2 mỗi căn, 4 căn xong phần móng và một nhà tiền chế trên khu đất rộng hơn 3600 m2. Qua đối chiếu hồ sơ, thủ tục khu vực xây dựng các căn nhà trên không đúng quy hoạch được phê duyệt, Ủy ban nhân dân xã Lộc Thành và huyện Bảo Lâm chưa chấp hành chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vào năm 2022 về tạm dừng thủ tục phân lô xây nhà ở riêng lẻ, ở khu vực chưa phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị, xây dựng nông thôn mới. Việc này bị xác định có dấu hiệu buông lỏng quản lý về đất đai xây dựng. Ngoài ra, chính quyền sở tại chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý kiên quyết nên các căn nhà trên vẫn tiếp tục được xây dựng sau kiểm tra. Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện Khoảng 22 công trình được tổ chức xây dựng tại khu vực đồi ở thôn 10A, trong đó có 17 ngôi nhà dạng biệt thự đã hoàn thành phần thô và các hạng mục bên ngoài. Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, các công trình nêu trên xây dựng không đảm bảo quy định của luật nhà ở và luật xây dựng. Mới đây, tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Khắc Duy, 40 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, 13 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là N T N, 27 tuổi, chung sống như vợ chồng với bị cáo. Theo cáo trạng, Duy và N thuê nhà ở ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc để sống chung và cả hai đều nghiện ma túy. Vào trưa ngày mùng 2 tháng 10 năm 2022, sau khi uống rượu xong, Duy mua ma túy tổng hợp về rồi cùng N sử dụng. Đến chiều cùng ngày, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nên Duy dùng tay, chân, cán trổi bằng nhựa đánh vào người N rồi bỏ ra ngoài. Đến tối, Duy đi vào nhà, nhìn thấy N bị ngất xỉu dưới nền gạch nên đưa vào phòng ngủ. Sau đó, Duy lấy sữa và nước cho N uống dẫn đến bị sặc, sau đó chết ngạt cơ học do chèn ép vùng cổ. Sau khi phát hiện N đã tử vong, Duy liền đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phú Quốc đầu thú. Qua xét nghiệm, nạn nhân có chất ma túy tổng hợp, loại afetamin và methamphetamine trong máu. Ngoài mức án 13 năm tù, bị cáo Duy còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 300 triệu đồng. Sau đợt mưa lớn vừa qua, tại xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, xuất hiện hai hố sụt lún sâu gần khu vực nhà dân. Vị trí hố sụt lún thứ nhất tại vườn nhà ông Hồ Bình Hiền, ở bàn km 14, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Hố sụt nằm cách móng nhà bếp ông Hiền khoảng 1,5m về phía đông bắc, cách tỉnh lộ 10 khoảng 100m về phía tây bắc. Hố sụt lún này rộng khoảng 5 mét, độ sâu khoảng 15 mét. Được biết vị trí hố sụt này được phát hiện vào năm 2023. Sau nhiều ngày mưa to, tại vườn nhà ông Hiền cũng đã xảy ra hiện tượng sụt lún tạo thành hố sâu. Xã Ngân Thủy đã khoanh vùng cảnh báo khu vực nguy hiểm. Sau đó, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Bình và các đơn vị liên quan đã tổ chức đoàn khảo sát đánh giá nguyên nhân gây ra hiện tượng hố sụt này. Cơ quan chức năng đã kiến nghị dùng cát sàn lấp đầy hố sụt để hố cát sạn lắng đọng tự nhiên trong một thời gian khi cát sạn tụt xuống thì tiếp tục lấp đầy đến một thời gian ổn định cát sạn không tụt xuống nữa thì hoàn thiện việc lấp hố sụt theo báo cáo của chính quyền địa phương số lượng cát sạn cần để lấp đầy hố rất lớn gia đình ông hiền không đủ kinh phí thực hiện sàn lấp xá ngân thủy cũng không có nguồn kinh phí hỗ trợ gia đình này sàn lấp hố sụt nên đã kiến nghị lên cấp trên hỗ trợ Vị trí hố sụt lún thứ hai nằm tại vị trí cách vườn nhà ông Hồ Văn Xá ở bản Khe Sung, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy 50m và cách nhà ở của ông Hồ Văn Quốc ở bản Khe Sung 20m. Hố sụt lún này rộng khoảng 2m, sâu khoảng 12m. Trước đó trên địa bàn xã, mưa lớn kéo dài, địa phương đã tiến hành di rời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm, trong đó có hộ ông Hồ Văn Xá và Hồ Văn Quốc. Đến sáng nay, khi các gia đình này từ nơi tránh trú trở về nhà thì phát hiện có hố sụt này cạnh nhà. Ông Hồ Văn Hầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, địa phương đã vận động gia đình ở khu vực hố sụt nguy hiểm di rời đến một nhà khác để ở tạm cho đến khi cơ quan chức năng đến kiểm tra, xử lý, tránh thiệt hại về người. Vị trí sụt lún tại bản km 14 cũng gây ảnh hưởng đến nhà của hộ dân, Hố này xuất hiện từ năm 2023. Trận mưa vừa rồi tiếp làm hố này sụt lún và mở rộng ở miệng hố. Vị trí sụt lún thứ hai là sau khi bão xong, hộ gia đình ở bản Khe Sung đi sơ tán về thì phát hiện sụt lún. Hiện nay xã cũng huy động đội xung kích phối hợp gia đình rào lại, làm biển cảnh báo, sau đó báo cáo cấp huyện về tình trạng này. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, vụ lúa hẻ thu năm nay, tỉnh Bạc Liêu có hơn 12.600 hecta lúa bị đổ ngã, trong đó diện tích thiệt hại từ 70% trở lên hơn 2.650 ha, có 216 ha diện tích lúa mất trắng. Hiện toàn tỉnh Bạc Liêu còn khoảng 6.000 ha chưa thu hoạch được do ngập nước. Tranh thủ lúc trời hưởng nắng, vợ chồng ông Trịnh Văn Chánh, 64 tuổi, ở xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu, ra đồng gom 3,2 ha lúa bị đổ sạp, ngâm nước đang nảy mầm với hy vọng, được bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Ông Chánh chua sót nói, Mưa dồn dập khoảng 20 ngày qua, máy không vào cắt được nên lúa bị đổ ngã, ngâm nước nảy mầm. Bây giờ, mướn cắt tay chi phí quá lớn, lên tới 1,5 triệu đồng một công. Gia đình đành tự ra cắt, phần nào còn ăn được để ăn, còn lại là cho gà vịt ăn, nhiều khi vịt gà ăn còn chê vì lúa bị úng. Ông Trịnh Văn Thức cũng ngập ngùi nhìn hơn một hecta lúa bị ngâm nước dù đã nỗ lực bơm tiêu úng. Khi đầu vụ, ông thấy cây lúa phát triển tốt đã mừng thầm trong bụng. Ai ngờ trời không thương, lúa đang chín lại bị mưa lớn, ngã đổ, ngâm nước lâu nên hạt lúa nhuộm màu xám buồn. Ông Thức nói trong nghẹn ngào, mưa quá máy cắt không vô cắt được nên quá thời gian hơn 10 ngày rồi, chắc bỏ luôn. Công sức 4 tháng nay mất hết nên buồn lắm. Trong khi đó, tiền phân bón, thuốc trừ sâu, giống chỉ có thâm nợ. Tôi cố gắng vớt vát từng hạt ngoài ruộng rồi xin đại lý cho hẹn lại mùa sau trả nợ ở những diện tích lúa đổ ngã ít nông dân ở xã minh diệu huyện hòa bình tranh thủ cắt tay rồi gom từng bó lúa để hai bên bờ ruộng cho trâu kéo về nhà đây là hình thức làm lúa từ xa xưa khi chưa có máy gặt đập liên hợp mất rất nhiều công đoạn lại cực nhọc ông cổ tân xuyên trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện hòa bình chia sẻ phòng đang phối hợp với các xã để thống kê lại thiệt hại sau đó sẽ tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện đề xuất với tỉnh xem xét hỗ trợ một phần cho bà con để tái sản xuất vụ tiếp theo Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã đi kiểm tra đồng ruộng tại huyện Hòa Bình và Vĩnh Lợi. Ông Thiều chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng lịch điều tiết nước linh hoạt, kịp thời mở các cống tiêu thoát chống úng để bảo vệ sản xuất. Ngành nông nghiệp và các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, cảnh báo mưa lớn để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiệt hại, sẵn sàng các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất ngày 21 tháng 9 chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đến hiện trường xuất hiện vết nứt lớn kéo dài tại ngọn đồi phía sau khu dân cư ở thôn 56b xã biên giới Đắc Pờ Re, huyện Nam Sang qua kiểm tra thực tế cơ quan chức năng ghi nhận vết nứt có chiều sâu từ 1,5m đến 5m chiều dài khoảng 120m nhiều đoạn có dấu hiệu sụt trượt lún sâu theo lớp tầng đường nứt mở rộng và ngấm nước nhiều ngày nguy cơ đất sụt đổ xuống phía nhà dân bất cứ khi nào qua khảo sát, cơ quan chức năng huyện Nam Giang cho rằng khu vực ngọn đồi có địa chất yếu, kết cấu đất đai tương đối mềm, bên trái quả đồi này từng bị sạt lở, gây nguy hiểm đối với một trường mẫu giáo địa phương đã xây dựng bờ kè. Những ngày qua, ảnh hưởng của bão số 4, khu vực biên giới huyện miền núi Nam Giang có mưa lớn kéo dài, xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân sống tại thôn 56B, chính quyền xã đã sơ tán khẩn cấp 11 hộ dân với 41 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm, đến ở sen ghép và ở tạm tại các trường học để đảm bảo an toàn. Hiện, đồn biên phòng Đắc Bering cắt cử tổ công tác làm nhiệm vụ thường trực tại khu vực này, tổ chức giăng dây, giao chắn cảnh báo nguy hiểm, phối hợp với các lực lượng tại chỗ, kịp thời xử lý khi xảy ra tình huống nguy hiểm. Đại diện lãnh đạo huyện Nam Giang cho biết, ngôi làng này là nơi các hộ dân đồng bào phe ta riêng sống ổn định từ bao đời nay, chưa từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 đã xuất hiện vết nứt lớn trên ngọn đồi. Đây là điều bất thường. Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài thì nguy cơ sạt lở rất lớn, trôn vùi cả ngôi làng này. Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang đã cử đoàn công tác khảo sát hai địa điểm lên phương án bố trí tái định cư cho người dân trực tiếp khảo sát hiện trường, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khẳng định, khu dân cư này không thể ở được nữa. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân sống tại khu vực này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu các ngành địa phương khẩn trương lên phương án tái định cư cho người dân trước Tết năm nay. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, một người phụ nữ đi xe máy bị nước cuốn trôi, may mắn đã được người dân cứu sống. Thông tin ban đầu cho biết, sáng ngày 20 tháng 9, bà Hồ Thị Loan, 49 tuổi, chú xóm Nam xã Ngọc Sơn đi xe máy lên ủy ban xã rồi quay trở về nhà. Khi đi đến khu vực đường tràn ngập nước, bà Loan cố gắng chạy xe máy qua thì bị nước chảy mạnh, cuốn trôi xuống phía dưới. May mắn bà Loan đã bám được vào hàng cây bên đường. Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã ra hỗ trợ rồi ném dây thừng để kéo bà Loan vào bờ an toàn. Riêng chiếc xe máy đã bị nước cuốn trôi. Được biết, hoàn cảnh gia đình bà Loan rất khó khăn chồng bà Loan đã mất hơn một năm. Tháng trước, con gái bà Loan cũng bị rắn cắn tử vong, hiện bà Loan ở một mình. Lúc đó nước không sâu nhưng chảy khá mạnh, người này chủ quan, cố đi qua và có thể mặc áo mưa nên bị nước đẩy ngã xuống. Phía dưới có rất nhiều cây nên chị ấy bám vào và gọi người ra hỗ trợ. Lãnh đạo xã Ngọc Sơn nói và cho biết đoạn đường này hiện đã rút bớt nước, chính quyền địa phương đã dựng rào chắn và cho người canh gác để đảm bảo an toàn. Sau quá trình thi công thần tốc, các căn phòng ở tạm đầu tiên cho người dân thôn làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành. Trước đó, để đảm bảo cuộc sống ổn định của người dân làng Nủ, tỉnh Lào Cai cùng các đơn vị tài trợ đã đẩy nhanh tiến độ thi công các căn phòng ở tạm. Từ ngày 15 tháng 9, các phương tiện, máy móc đã tiến hành san gạt, tạo mặt bằng để xây dựng khu nhà ở tạm. Đơn vị thi công nhanh chóng tập kết nguyên vật liệu để sẵn sàng xây dựng các dãy phòng. Sau một tuần thi công, một số phòng đầu tiên đã hoàn thiện đồ dùng sinh hoạt đã được vận chuyển vào để sẵn sàng đón người dân làng nủ về sinh sống. Người dân làng nủ sẽ tạm thời sinh sống tại đây trong thời gian khu tái định cư được xây dựng trên khu vực đồi Sim, cách đó khoảng 500m. Theo tiến độ của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đặt ra, khu tái định cư này sẽ được xây dựng hoàn thiện trước 31 tháng 12. Khu vực đồi Sim có địa hình cao, an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện nước, rộng rãi. Theo người dân nơi đây, đồi Sim khi nắng lên sẽ rất đẹp khu vực này vốn là một đồi có nhiều cây sim tuy nhiên việc tái định cư cho bà con làng nủ là cần thiết hơn cả chính vì vậy người dân đã chủ động di rời những cây sim nhường đất cho việc xây dựng khu tái định cư khi khu tái định cư xây xong sẽ được bàn giao người dân bốc thăm chọn nhà để bảo đảm công bằng dân chủ Ngày 22 tháng 9, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, đã cùng các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ sập giàn giáo, yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cá nhân tổ chức liên quan, đồng thời xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút khi một gia đình tại xóm Xuân Mai, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, Ninh Bình, thuê một nhóm thợ để đổ bê tông cho khu nhà xưởng rộng hơn 200m2, sau khi hoàn thành việc đổ tấm bê tông sàn, nhóm 9 người đang thu dọn đồ đạc và vệ sinh phía dưới thì giàn giáo bất ngờ đổ sập. Khối bê tông lớn kèm theo sắt thép và khung nhà bung ra đè trúng 4 người đang làm việc phía dưới. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân địa phương đã nhanh chóng sử dụng thiết bị cẩu và cắt sắt thép để đưa những người bị nạn ra ngoài. Tuy nhiên, một công nhân đã tử vong ngay tại chỗ, người còn lại tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện. Hai nạn nhân khác là người thân của gia chủ bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khu nhà xưởng này có thiết kế dạng nhà khung thép mái tôn cao gần 10 mét, sàn bê tông đổ cao khoảng 3,5 mét, được thiết kế theo kiểu chiếu nghỉ của tầng 1. Sau khi sự cố xảy ra, ông Trần Song Tùng đã thăm hỏi gia đình nạn nhân, gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên họ vượt qua nỗi đau, tổ chức hậu sự. Ông cũng hỗ trợ tài chính và kêu gọi cộng đồng địa phương giúp đỡ gia đình để ổn định cuộc sống. Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Hoa Lư đã phối hợp với Phòng chuyên môn Công an tỉnh Ninh Bình để khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hà Nội chiều ngày mưa lớn khiến đoạn đường qua cầu chui dân sinh 19 trên đại lộ Thăng Long chưa lúc nào thoát ngập. Hàng ngày, để có thể qua lại khu vực này, người dân buộc phải thuê xe bò từ 50 đến 70.000 đồng một lượt. Nhiều ngày sau cơn bão số 3, những đường gom trên đại lộ Thăng Long, Hà Nội nước vẫn còn ngập sâu khoảng từ 50 đến 60 cm khiến xe máy không thể qua lại. Theo ghi nhận tại vị trí đoạn qua cầu chui dân sinh 19, cách Hòa Lạc 4 km trên tuyến đường đại lộ Thăng Long chiều ngày 21 tháng 9 vẫn ngập sâu ở cả hai chiều đường. Đa phần chỉ có những loại xe tải, xe ô tô gầm cao mới dám di chuyển qua khu vực này. Hầm chui dân sinh số 19 ngập sâu gần 1 m, các phương tiện không thể di chuyển qua đây. Theo quan sát tại khu vực này luôn sẵn khoảng chục xe bò, xe cải tiến túc trực sẵn, làm dịch vụ chở thuê người dân qua điểm ngập sâu. Mỗi chuyến có giá từ 50 đến 70 nghìn đồng. Anh Phan Công Minh, Ba Đình, Hà Nội, làm việc tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Hàng ngày đi qua đây, anh đều mất 50 nghìn tiền phí vận chuyển. Anh Minh nói, cả tuần qua, tôi đều mất tiền để thuê người chở qua chỗ ngập, ước tính cũng phải gần 500 nghìn rồi. Anh Minh chia sẻ thêm, Tôi thấy giá khá cao nhưng đành chịu vì nếu xe chết máy thì giá còn tốn tiền sửa hơn. Công việc bắt buộc phải đi qua đoạn này nên tôi cũng đành chịu. Những chiếc xe bò chở người và phương tiện hoạt động tấp nập. Xe cố đi qua đều chết máy vì ngập quá sâu, mực nước khu vực này cao gần ngập bánh xe bò. Một chiếc xe chết máy khi cố đi qua vùng ngập, người đàn ông chia sẻ: "Tôi cứ nghĩ nhiều ngày rồi nước ngập không còn cao, ai ngờ lại sâu đến vậy. Xe tôi chết máy và sửa tại chỗ mất 300.000 đồng." những người kéo xe tại đây cho biết, nước ở khu vực gầm cầu dân sinh số 19 này đã ngập hơn 2 tuần qua, có lúc nước cao hơn bụng. Do tình trạng ngập sâu ở đường gom đại lộ Thăng Long, nên theo thông báo mới nhất, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vẫn cho phép xe máy. Xe thô sơ được phép lưu thông trên làn đường khẩn cấp của đường cao tốc đại lộ Thăng Long, tốc độ tối đa cho phép là 40 km h Tuy nhiên, việc lưu thông qua cao tốc theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đánh giá chỉ là giải pháp tạm thời. Khi hết tình trạng ngập úng ở đường gom, tổ chức giao thông sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp. Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử và tuyên án bị cáo Huỳnh Thị Châu, 49 tuổi, chú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 8 năm 2019, ông Nguyễn Hoài Nam có nhu cầu làm thủ tục nhận thừa kế 1 phần 2 ngôi nhà số 27 Lê Vĩnh Huy, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nên tìm người để làm giúp thủ tục. 1 phần 2 ngôi nhà thuộc thừa kế của ông Nguyễn Tấn Vĩnh, chú thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Sau đó, ông Nam gặp Huỳnh Thị Châu, người này nhận làm giúp ông Nam các thủ tục pháp lý để nhận thừa kế. Cuối tháng 8 năm 2019, Châu yêu cầu ông Nam đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất của ngôi nhà 27 Lê Vĩnh Huy cùng 30 triệu đồng để làm thủ tục. Do ông Nam muốn mua lại một phần hai ngôi nhà đối với phần thừa kế của ông Nguyễn Tấn Vĩnh nên nhờ Châu vào Quy Nhơn để đặt vấn đề với ông Vĩnh. Tuy nhiên, sau khi nhận giấy tờ nhà đất, Châu nói với anh Trần Đình Hiền, chú Quảng Nam là mình vừa mua ngôi nhà 27 Lê Vĩnh Huy nhờ anh này môi giới để bán. Đến tháng 9 năm 2019, chị Cao Thị Thúy Luận, chú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, thỏa thuận mua ngôi nhà này với giá 7,2 tỷ đồng, đặt cọc 2,5 tỷ đồng nhưng sau phát hiện bị lừa. Nhận tố cáo của các bị hại, cơ quan công an khởi tố cho châu tại ngoại áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra do bị can đang mang thai. Trong thời gian mang thai, sinh và nuôi con nhỏ, từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, Châu tiếp tục lừa bán nhà đất để chiếm đoạt của chị Dương Thị Kiều Dung, chú quận Cầm Lệ, thành phố Đà Nẵng, 10,9 tỷ đồng. Cơ quan công an xác định tổng số tiền Huỳnh Thị Châu lừa đảo chiếm đoạt của chị Luận và chị Dung là 13,4 tỷ đồng. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng nhận định Châu phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, cố tình thực hiện phạm tội đến cùng và phạm tội từ hai lần trở lên. Vì vậy, sau 2 ngày xét xử, chiều ngày 21 tháng 9, hội đồng xét xử tuyên phạt Huỳnh Thị Châu mức án 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy về việc xử lý cá nhân tổ chức có liên quan trong quản lý nhà nước để xảy ra sai phạm tại mái ấm Hoa Hồng, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 và tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ phòng chống bạo lực xâm hại tại các cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trên địa bàn thành phố. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Ủy ban nhân dân quận 12 khẩn trương giả soát, Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể cá nhân có liên quan trong quản lý nhà nước để xảy ra vụ việc bạo hành trẻ trên địa bàn nếu có. Kết quả việc này cần báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở Nội vụ trong tháng 9 này. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở ngành địa phương tiếp tục kiểm tra các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ có hoàn cảnh đặc biệt kịp thời xử lý nghiêm minh khi phát hiện có sai phạm. Hồi đầu tháng 9, báo chí đã thông tin về tình trạng ngược đãi, bạo hành trẻ xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng. Vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận và các cơ quan chức năng lập tức vào cuộc giải quyết để đảm bảo quyền lợi, sự an toàn của các em nhỏ ở cơ sở chăm sóc ngoài công lập này. Đến nay, 85 trẻ ở mái ấm Hoa Hồng đã có cuộc sống mới ổn định tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Làng Thiếu Nhi Thủ Đức, Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Tam Bình, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp. Cơn bão số 3, siêu bão Iagi là một trong những siêu bão lớn nhất, mạnh nhất trong vòng 30 năm gần đây. Khi tiến vào đất liền, siêu bão Iagi mang theo sức gió giật cấp 13, cấp 14, có nơi giật cấp 17 và những trận mưa lớn kéo dài gây ra lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất trên diện rộng. Các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ chịu tổn thất nặng nề về con người và tài sản hàng nghìn ngôi nhà bị sập, hàng nghìn gốc cây bị bật gốc, đường xá giao thông bị chia cắt, cơ sở hạ tầng, hoa màu bị tàn phá nghiêm trọng, có nơi đã biến thành một vùng nước trắng xóa chỉ sau một đêm. Mọi hoạt động sản xuất và đời sống bị đình trệ hoàn toàn. Trong đó đêm mùng 9 tháng 9, bước sang ngày mùng 10 tháng 9 năm 2024 đã trở thành một đêm kinh hoàng đối với nhiều người dân thành phố Yên Bái. Đến giờ mỗi khi nhớ lại ký ức kinh hoàng đó, bác sĩ Bùi Thị Bích Hợi Trạm trưởng trạm y tế phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vẫn không khỏi choáng váng bàng hoàng chia sẻ. Ca trực tối mùng 9 tháng 9 năm 2024, trạm chúng tôi có tổng số 4 người. Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, có một bệnh nhân nữ 76 tuổi ở tổ 12 vào trạm trong tình trạng tăng huyết áp. Sau khi thăm khám và xử lý, khoảng 15 phút sau thì huyết áp bệnh nhân ổn định. Chúng tôi đã cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi và động viên bà ở lại trạm để tiếp tục theo dõi. Khoảng 20 giờ tôi nghe có tiếng gọi và hô hoán của người dân, nước suối đang cao ngập đến mặt cầu rồi. Sau đó chúng tôi đã được một số bà con nhân dân hỗ trợ cùng kê đồ đạc máy móc, thiết bị điện tử lên cao. Nhưng đến tầm 21 giờ, thấy nước tràn về rất nhanh, tôi lập tức gọi điện đề nghị ứng cứu. Chỉ tầm 15 phút sau, đội cứu hộ của phường đã tới và khẩn trương chuyển bệnh nhân về nhà an toàn. Kíp trực chúng tôi đã khóa hết cửa các phòng, sơ tán sang tầng 2 của nhà dân. Nhìn qua cửa sổ, toàn bộ mênh mông như một dòng sông chỉ mờ mờ thấy mái nhà của trạm trong biển nước chúng tôi chỉ biết khóc trong bất lực xót xa bác sĩ hợi kể lại mà giọng vẫn còn run run cấp cứu bệnh nhân nguy kịch trong điều kiện giao thông thời tiết bình thường đã cần phải chạy đua với thời gian từng phút từng giây và giữa mưa bão nước ngập đêm tối đường sạt lở đất thì khó khăn càng nhân lên gấp bội câu chuyện về các ca cấp cứu giành giật lại sự sống cho bệnh nhân trong điều kiện hoàn cảnh hết sức khắc nghiệt nguy hiểm của đội ngũ nhân viên y tế thuộc trung tâm y tế huyện văn yên Tỉnh Yên Bái, những ngày đỉnh điểm của cơn bão số 3 vừa qua là một ví dụ điển hình về sự tận tâm, nỗ lực, quyết đoán, kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng của đội ngũ nhân viên y tế. Trong khi đó, tiến sĩ bác sĩ Trần Lan Anh, giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh cho biết, những ngày lũ đỉnh, chúng tôi vẫn chia nhau đi thuyền, leo bộ qua đồi vào bệnh viện để làm việc. Trong đó tất cả anh chị em gia đình bị ảnh hưởng vẫn đi làm, đi trực, gác lại việc nhà với tinh thần tất cả vì người bệnh. Nhiều đêm Bệnh viện thức trắng là chuyện bình thường, thậm chí giữa đêm bão lớn, các bác sĩ còn phải hướng dẫn đường đi qua điện thoại và lo cho cả ca cấp cứu trên đường đến viện. Trong những ngày đỉnh điểm của đợt mưa lũ vừa qua, nhiều đơn vị y tế đã tiếp nhận và bố trí chỗ tạm trú tránh sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Bệnh viện đa khoa tỉnh không chỉ đảm bảo an toàn cho người bệnh mà còn bố trí nơi ở cho các gia đình chạy lũ, đồng thời cùng các nhà hảo tâm lo chu đáo cơm nước cho họ.